Rồi, phép chào nha cả nhà. Dịch làm ở ngoài này chẳng ồn như là ngày thường nha cả nhà. Xe chạy quá trời luôn. Thôi chịu khó nghe giùm phép đi, do không gian mình không có nha cả nhà. Này phép lên cái quay rô nha. Xe này dạng như xe là bỏ kho rồi. Nói chung ra là nghỉ 2 tháng rồi không đụng tới luôn. Đó. Bây giờ mà ai dòm ra được cái vẻ đẹp mỹ miều của em nó thì chốt thôi chứ em cũng không biết sao nha em. Giờ dữ lắm luôn á. Xe còn rất là mới luôn nha cả nhà. 2 chìa khóa em để trên yên đây cho cả nhà xem đây. Còn đủ ha, đầy đủ. Móc đó đi. Nè, Odo mới có 5.800 rồi nha. Đây. Nói chung còn rất là mới luôn, xe bao đẹp, bao lỗi, bao té ngã, bao dậm tuốt. Anh em về mua về phát hiện có bắn dậm hay là không như tả thì khỏi trả tiền thôi, cứ đốt xe đem trả tiền là đủ cho. Mua bán đây cứ yên tâm nha. Mấy cái dòng xe cổ cho anh em khó tánh nhất trên đời em còn phục vụ được nữa chi mà huống gì mấy cái xe mới như thế này nha nè. Không có vấn đề gì đâu nó còn rất mới luôn. Thấy không? Lốc không một miếng xước. Quá đẹp. Vỏ sao. Nói chung vỏ bánh này theo xe hết rồi nha, khỏi phải gọi đát cái gì đâu. Tại vì tầm này thì không có phải thay vỏ hay gì đâu nha cả nhà. Còn rất đẹp luôn. Này biển 67 nha, này là biển gốc luôn đó. Biển gốc nó vậy luôn. Nói chung kiếm cái đát mà kiếm không thấy đây nè. Thôi gọi cái cốt đi. Nói chung thì cái cốt chưa có bắn. Đó. À đây cái đát nè. 2018 ha. Cốt chưa có mở. Rồi, vậy đi. Mấy cái này về quét ra giùm em luôn. Quá trời bây giờ. Cò bô đen khui tù lùi luôn ha. Nè. Giá mùa dịch 44 triệu nha anh em ơi, giá trên yên có ghi trên đó đó. Đây. Mấy cái xe này chắc khỏi nổ máy rồi. Xe cũng mới đó mà mới luôn. Nổ máy cho cả nhà coi mâm nữa nè. Nói chung là mấy ngày nổ nghe tự tượng trưng thôi chứ. Xe bao đẹp, bao lỗi, yên tâm. Nha. Rất là mới luôn. Màu đỏ nhám đẹp. Xe này là lúc đầu bán 46 triệu. Giảm ghế còn 44 còn nguyên luôn. Đúng là không có gì giặt bằng dịch giặt. Hồi xưa ông bà già mình chửi cái đồ dịch giặt. Hay là cái gì đồ mắc dịch gì đó không chịu tin đâu. Bây giờ tin chưa? Bây giờ dịch giặt là có thật rồi đấy. Chứ chẳng đùa đâu. Xe rất là chuẩn luôn, rất là đẹp luôn. Máy ấm hiểm à. Mấy cái này người ta dán thêm nha em. Chứ zin không có đâu. Thích về lột bỏ. Còn muốn để đó. Quan trọng là xe quá mới rồi. Không có té ngã, không có chạy chỗ, không bắn dậm nha cả nhà. Đừng bị với mấy cái xe 3X nữa là 4X lơ khơ nha. Tại xe mình là xe đẹp, xe không lỗi. Mọi người mua ủng hộ em. Xe này đâu biết quay cái gì đâu, không có biết dắt chạy nào hết. Kéo dàn áo cho anh chị em xem mà nó ra. Từ cái trên tới dưới là lườn luôn nè. Ở trên luôn nè. Thấy không? Nước sơn zin theo xe nghe, không bắn dậm nha. Thấy không? Xe này giấy phố luôn á. Xe này anh em ở thành phố về đóng thế rất là nhẹ. Đó. Rồi, chốt. Anh em, chị em quan tâm thì liên hệ bên em nhé anh em. Vấn đề xe thì cho em liên hệ số 0976 6344. Nhưng đề giấy tờ thì 0986 76 0155.
mới làm số tài khoản MB của ngân hàng quân đội theo số cửa hàng luôn nha anh em ơi, 0976-6344 đó. Anh em có chuyển thì gặp tên và số điện thoại đó là chuyển cọc vẫn được nha cả nhà. À, từ từ làm quen số tài khoản mới. Xe cơm banh cắt cổ quá nghỉ chơi rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã luôn quan tâm đồng hành theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và cập nhật xe về liên tục mỗi tháng nha. Xin cảm ơn.